thi đấu vừa rồi thì cũng được như mục tiêu đặt ra của em sau trận xe băng, đó là thu thập được thêm điểm. Game 1 hôm qua thì em đã xuất phát không được tốt, nên cũng hơi vất vả đấu tranh với một số vận động viên của các nước bạn, và cũng đã kết thúc được vị trí thứ 11 và đem về 5 điểm. Game 2 thì hôm nay gặp em xuất phát rất là tốt và có thể bám đuổi được top dẫn đầu khoảng 2 vòng đầu, nhưng mà do hôm nay gió nhiều hơn nên em đã bị tắt nhóm và về đích ở vị trí thứ 13. Kết quả của em thì mục tiêu thì em luôn luôn muốn đạt được vị trí trong top 10, nhưng lần này thì cũng cần được top 10 thôi, nhưng mà cũng mang về điểm số, cho nên em cũng tạm hài lòng về thành tích của trận đua này. Một đẳng cấp rất là khác so với các đường đua ở châu Á. Nó có góc cua và thường lên dốc xuống dốc, khuất tầm nhìn, mình không thể nhìn thấy góc cua tiếp theo. Với đường Ben thì khúc cua 7, 8, 9, 10 và khúc cua 13 và 18 là những khúc cua mà em gặp khó khăn nhất. 7, 8, 9, 10 thì là khúc cua xuống dốc và vòng về bên phải giống như là một cái lốc xoáy á. Thì em phải giữ tốc độ cao và đổ dốc, nói chung là cũng hơi sợ một chút. Còn khúc cua 13 và 18 thì nó cũng tương đối với nhau, tức là nó lên dốc xong rồi nó quẹo phải liền luôn. Em phải lựa chọn một cái điểm đặc biệt ở trên đường đua để xác định được điểm phanh và điểm mở ga. So với mặt đường cũng như là cách để đua ở trường đua này thì em đã quen hơn nhiều với sự hỗ trợ từ các anh ở nước Úc đã cùng em đi trên đường đua và chỉ cho em cái cách mà để đua ở trên cái loại đường đua như thế này. Em rất vui vì so với năm ngoái thì em đã có nỗ lực và tiến bộ hơn rất nhiều để có thể ghi được điểm số ngay từ hai chặng đầu tiên. Bây giờ thì em sẽ về tập luyện thêm thể lực và sau đó có thể là sẽ đi Nhật để tập luyện cho đợt Suzuka 4 giờ sắp tới. Với trang sắp tới thì cũng là chặng đua quá quen thuộc với em rồi, cho nên em sẽ cố gắng đạt được nhiều hơn là trong vị trí top 10.